Xin chào các bạn, quý khách hàng. Cùng anh em đã tiếp tục trở lại với kênh xe của mình. Thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em một cái dòng xe tải của Hino với số loại của nó là FL8GW7A thùng 13. Thì cái dòng xe này với tải trọng của nó là 15 tấn, thùng của nó dài là 9,5 m, tổng tải trọng của nó là 24 tấn. Đây là phiên bản đã được sơn lại màu cabin thành màu vàng nha anh em. Đó. Và mình muốn mang đến cho em cái thùng này nó khá là đặc biệt. Đó. Một cái thùng đã được cải cách về cái phần chiều cao, nó khá là cao nha. Đó. Thì cái thùng tiêu chuẩn bình thường á nó chỉ là 9,460 m và chiều ngang là 2,350 m và chiều cao là 2,450 m. Còn cái thùng này đã đổi đổi thiết kế nâng cái chiều cao lên. Đó thì nó cao hơn khoảng 2,2 m và nó đã cắt hết cái khung xương cấm kèo để nó để chống như vậy nè anh em. Đó. Rồi phủ bạc lên. Đó thì nó để chống này để mình tiện cho việc chắc dỡ những cái kiện hàng ba lết, những cái hàng mà quá khổ. Những cái hàng mà nó cái chiều cao nó cao rất là cao thì cái thùng này chuyên để chở những cái mặt hàng như vậy. Đó, nó có một cái thanh trụ ở giữa cái sàn để giữ những cái khung kèo ở phía trên lên đó, và nó sẽ được ngăn cách lại đó. Thì còn cái những cái bên hông là chỉ có cái bửng và cái trụ là bằng trụ sống, nó có thể rút ra được đó. Thì bên mình đang nhận thiết kế cái thùng theo yêu cầu của khách hàng. Nếu anh em có yêu cầu đóng cái thùng khác với cái thùng tiêu chuẩn thì có thể liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại 0937965342 để mình có cụ thể tư vấn cho anh em về cái thùng và cũng như là cái loại xe phù hợp với nhu cầu vận chuyển vận tải hàng hóa của anh em nhé. Đó, xe này thì trang bị một cầu thật, cầu phía sau là cầu giả phanh khí nén có chế độ lách cơ ở ngay cái cầu thật này, là ngang là dọc của nó thì cũng bằng sắt thôi. Cái thùng tiêu chuẩn này, cái thùng này tất cả mọi thứ bằng sắt, bao lường thùng cũng như là bản lề khóa tôm đó, tất cả mọi thứ đều bằng sắt, sàn sắt luôn đó. Và cái khung kèo thì nó bằng kẽm, to len kẽm thôi, mà kẽm thôi đó. Nó đã được khóa tôm, nó cũng chỉ bằng sắt. Đây là cái bửng, khi các bạn hạ cái bửng xuống dỡ cái trụ ra và là nó chống bên hông rất là hoàn toàn luôn. Các bạn có thể đưa những cái kiện hàng hoặc cái pallet vô một cách rất là dễ dàng và rất là thoải mái luôn đó các bạn. Lớp ngoài của nó là một cái lớp inox nè. Đó, phía trong của nó là một lớp tơ can kẽm khung xương ở sàn sắt. Ở giữa nó hàng những cái trụ để giữ cái khung kèo cho nó kiên cố một chút xíu. Đấy, và nó có một cái vách ngăn để các bạn có thể chở những cái kiện hàng dựa vào cái vách ngăn này, nó sẽ đỡ lung lay hơn. Đó, và phủ bạc lên. Cái thùng này là cái thùng rất là đặc biệt. Đây, trụ nó là trụ sống nha, có thể dỡ hết cái trụ này lên. Và nó tạo một khoảng trống rất là nhiều để các bạn có thể đưa những cái kiện hàng hoặc những cái pallet vô ha. Thùng thiết kế khá là đẹp. Bên mình nhận đóng thùng thiết kế theo yêu cầu của khách hàng nha. Đó là cái thùng thiết kế của nó. Ở dưới có một cái lớp gỗ nữa các bạn. Ở phía trên là một cái lớp sắt, sàn sắt, nhưng mà hai lớp, một lớp gỗ phía dưới và một lớp sàn sắt phía trên nha. Đó, nhìn khá là cứng cáp cái thùng. Thì cái trong video này mình chỉ muốn giới thiệu cho các bạn về cái thùng này thôi. Còn cái dòng xe này thì khá quen thuộc rồi, Hino FL rồi. 15 tấn rồi, tổng tải trọng 24 tấn thì nó khá quen thuộc rồi các bạn rồi. Xe thì mình xin nói thêm cái động cơ nó được cải cách và nó đạt đến 280 mã lực tại vòng đua 2,5, dung tích nó là 7,684 lít nha các bạn. Vỏ thì vỏ 11, đường kính mâm nó là mâm 20 inch, vỏ 11 inch 3 chân. Đó, đặt cái chuẩn có thể 4 ra điện, khung dầu điện tử, khá là tiết kiệm nhiên liệu. Đó, khung cái thùng khá là khủng luôn các bạn, khá là đẹp. Cái khung kèo bên trên nó được bắt chéo, những cái thanh bắt chéo để cố định thêm giữ kiên cố hơn cho cái thùng nha. Nước sơn màu vàng khá là đẹp, đầu cabin khá là hầm hố của thương hiệu Hino trong cái dòng series 500, tải nặng của Hino 15 tấn. Đấy, cụm đèn pha halogen và đèn cản rất là siêu sáng và nhìn rất là đẹp. Cái tải nhiệt cũng khá là rộng, giúp các bạn cái tải nhiệt một cách rất là dễ dàng. Với chi phí đổi màu sơn thì khoảng 15 triệu nha các bạn. Nếu các bạn muốn đổi cái màu sơn như thế này thì khoảng 15 triệu, vì nhà máy chỉ có sơn màu trắng thôi,
Còn cái phiên bản mà màu vàng hay là màu hồng, màu đỏ, màu tím, màu gì cũng được, nhưng mà tốn thêm 15 triệu nha các bạn, để đổi chi phí mà. Đấy, một cái chiếc xe khá là đẹp, khá là hầm hố. Xe nó có 3 chỗ ngồi, ghế bọc da rất là sang trọng và có một cái giường nằm phía sau nha. Đó, để cho các bạn đi một cái đường dài rất là thoải mái. Thùng mui bạc siêu dài 9 mét rưỡi. Đó, và chiều cao hơn 2 mét 2. Chiều cao mới được cải cách lại, cải thiện lại. Kẽn thì nó bằng sắt thôi, kẽn sau và kẽn bên hông. Đó, mình dùng tích nhiên liệu của nó. Thì xe nó đi tiêu hao nhiên liệu cũng khoảng hai mấy lít thôi, cũng khá là tiết kiệm nhiên liệu thôi cho 100 cây. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video này. Xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo của bên mình nhé.